Vâng, em Quốc Hùng, em thay mặt đại trình kính chào tất cả bác. Trong video hôm nay thì em vừa về được hai sản phẩm nên là muốn giới thiệu với tất cả anh em về hai sản phẩm này để cho anh em tham khảo. Em cũng đã tháo ruột gan ra để cho anh em xem luôn về hai sản phẩm mà bên em về. Thì hai sản phẩm này là một tất cả là đều của Mỹ hết nha anh em. Một con là Crown Macrotech 3600Z và một con Mavic 1200. Rồi về hai sản phẩm này thì anh em chơi âm thanh thì chắc hẳn thì cũng đã tìm hiểu và xem những dòng sản phẩm bên em về và những cái đời sản phẩm như Crown 3600 và Mavic 1200 của JBL thì quá quen thuộc với anh em, và toàn là những dòng đói rất là khủng của Mỹ nha nè. Và đi vào chi tiết cái con đói Crown Macrotech 3600Z thì bên em vừa cập bến thì nói chung là con này về hình thức thì nó cũng không được xuất sắc cho lắm, nên nó sẽ có giá cực kỳ là tốt cho anh em chơi nha. 3600Z là dòng khá là lớn của Crown. Thì con này là hàng Mỹ nồi nha anh em, Crown Mỹ nồi, chạy điện là 120V. Và đây là phía bên trong ruột gan của sản phẩm. Ruột gan của sản phẩm thì nói chung con này thì em vừa nói cho anh em đó, thì nó không được mới nha. Không được mới như những con mấy con trước em về. Nên là giá nó sẽ có, em sẽ cân đối giá cực tốt cho anh em để anh em sở hữu những dòng sản phẩm này. Đây. Thì con này nó sử dụng hai tăng phô, và con này thì nó chạy là 24 con sò sắt và 12 sò thang ở phía dưới bụng nữa nha anh em nha. Đấy. Tụ là mỗi vế của nó là chạy 4 tụ Philips, sò là sò sắt vuông miệng nha, sò sắt vuông miệng nha anh em nha. Em sẽ quay cho anh em xem. Đây, sò là sò vuông miệng anh em nha. Đây. Nguồn vàng. Thì về Crown thì nó có hai nguồn, nguồn vàng và nguồn đen. Thì con này là nguồn vàng nha anh em nha. Nguồn vàng thì nó bọc ở lớp ngoài là màu vàng, còn nguồn đen thì nó bọc lớp màu đen thôi. Về thức con này thì còn khá là đẹp, và độ mới nó thì không được mới như là những cái con mà em về hôm trước. Và hàng thì là xin nghiên bán hoạt động hoàn hảo cho anh em. Đây là phía sau sản phẩm nha, thì đánh được hai cặp lo. Đây, mắc in vô ra. Macrotech 3600 nha anh em nha, điện là 120V. Đường vào thì gồm có cổng rách 6 ly và canon cái nha anh em. Rồi con này thì em cân đối giá cho anh em với mức giá là 21.500.000 nha. Thì anh em nào chơi thì nhanh tay liên hệ Quốc Hùng để sở hữu sản phẩm chất lượng của Mỹ như là Crown Macrotech 3600Z nha. Đấy. Giá này thì nói chung là cực kỳ là tốt cho anh em chơi nha. Rồi tiếp theo là em đi vào chi tiết cái con JBL Mavic 1200. Thì con này hôm trước em có về bán cho anh em rồi. Thì con này nó sở hữu là 48 sò, gồm 24 sò thang lớn và 24 sò thang nhỏ. Chạy là 24 chiếc tụ và hai tăng phô riêng biệt. Con này thì nó có công suất là 1200W trực kê.
Và chất âm của Dribbler thì đánh nghe rất hay, rất phê nha anh em. Những dòng này mà anh em ghép vào những đôi loa Dribbler hay là những đôi loa Boss sạc Vinh đánh cực kỳ là phê luôn, cho tiếng bass rất là lực canh. Dribbler Making USA mà viết 1000, công suất 1200W trên kênh 4 ohm. Đường vào thì gồm cổng Nutrix, vừa 35 kết hợp với là rách 6 ly luôn nha anh em nha. Rồi con này thì với mức giá là 16.500.000 thì anh em nào chơi thì nhanh tay liên hệ với Hùng nha. MVX 1000 của Dribbler nha anh em nha. Rồi hôm nay thì em về được hai sản phẩm như thế này thôi. Thì anh em nào có nhu cầu mua hàng thì liên hệ với Quốc Hùng qua hai số điện thoại trong mình. Cảm ơn anh em đã theo dõi video và hẹn anh em ở video sau.